Mùa hè năm nay sẽ bớt gay gắt và nắng nóng ít kéo dài hơn năm 2020. Đó là thông tin được đại diện Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra mới đây. Theo dự báo, tình hình nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng xuất hiện tương đương so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên không kéo dài và gay gắt như năm 2020. Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021, nhiệt độ trên cả nước phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C. Riêng khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Cái giai đoạn đầu mùa nắng nóng ấy, thì là ở khu vực Nam Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã xuất hiện những cái đợt nắng nóng nhưng mà nó không gay gắt. Ở khu vực Nam Bộ thời gian vừa qua có nắng nóng nhưng mà cũng chỉ chủ yếu ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Và theo dự báo của chúng tôi thì cái tháng 6, tháng 7, tháng 8 là cái tháng mà Bắc Bộ cũng như các tỉnh miền Trung là hay xảy ra cái tình trạng nắng nóng mạnh. Thì năm nay nhiệt độ nó cũng xuống cao hơn trung bình nhiều năm. Nhưng cái mức độ nóng năm nay sẽ không gay gắt và không khốc liệt như năm 2020. Một trong những vấn đề được người dân quan tâm là tình hình thời tiết trong các dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 cũng được đại diện trung tâm cung cấp thông tin. Theo dự báo của chúng tôi thì cái dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Vua Hùng ấy, thì thời tiết cả nước nhất ở Bắc Bộ và Trung Bộ chủ yếu là nắng ráo. Tuy nhiên cũng một số điểm có cái mưa rào cục bộ. Thì đấy là cái khu vực Bắc và Trung Bộ, còn khu vực Nam Bộ thì dự báo của chúng tôi là cái giai đoạn này đang chuyển mùa nên là vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vào chiều và tối. Đấy là cái thời điểm Dỗ Tổ Vua Hùng và cái thời tiết của cái dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 cũng như vậy. Dự báo của chúng tôi là cái phần Bắc Bộ và Trung Bộ có những ngày nắng ở cái khu vực đấy và chủ yếu là nắng ráo. Còn là Nam Bộ thì vẫn nhất là Nam Bộ và Tây Nguyên ấy, thì chúng ta cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa rào và dông vào chiều và tối. Về bão và áp thấp nhiệt đới, dự báo từ nay đến tháng 5 ít có khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông. Giai đoạn tháng 6 đến tháng 7, bão và áp thấp nhiệt đới bắt đầu hoạt động ở vùng biển phía Bắc Biển Đông và gia tăng tần suất trong những tháng tiếp theo. Các chuyên gia dự báo nhìn chung năm nay khí hậu và thời tiết sẽ ôn hòa hơn. Thiên tai vẫn có thể xảy ra trong các tháng cao điểm là tháng 10 và tháng 11, tuy nhiên sẽ không dồn dập và mức độ sẽ ít gay gắt hơn so với năm ngoái.